Sao nó ngọt không? Dạ, ngọt anh. Đang quan tâm là thôi bán đi, bán đi. Ủa cái này bị nứt à? Bốn nước nữa, 4-5 cơn mưa liên tiếp luôn. Ừ. Nếu bây giờ cái đây mình bán cho ai được? Cái này thì loại một là được sao? Đủ giá được. Đây là hoa chuyển của thành phố Hồ Chí Minh để thắm thiệt thượng. Loại vòng 2 tháng rưỡi. Mình kiếm được khoảng 100 mấy. Miễn nó ổn định là ngon rồi. Hôm qua tìm hiểu thì cái dưa lưới là một cái loại dưa mà cũng rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Thì mình mới liên hệ với công ty này. Công ty này họ quyết định đầu tư cho mình, hỗ trợ về giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Thì cái dưa hấu thì nói chung là nó đơn giản hơn. Cái này thì kỹ thuật mình chọn chào, chọn quả, đồ hỏa nó phải chính xác. Và sau đó là mình phải treo quả. Nên là đồ hỏa cái kỹ thuật và cái khâu chăm sóc nó tốt hơn. Và nó phải có kỹ thuật hơn. Có quy trình sẵn. Khoảng cỡ bao nhiêu ngày thì mình sẽ bấm chồi, rồi đến 45 ngày thì cái giai đoạn mình chọn quả và mình treo quả. Dạ, thì đến khoảng cỡ 65 đến 70 ngày thì bắt đầu là mình có thể thu hoạch được. Cái dưa lưới này thì hiệu quả kinh tế thì mình thấy rất là cao. Họ bao tiêu sản phẩm cho mình là 10 ngàn một ký. Thì trong khi đó giả sử mà các loại dưa kia thì có thể 5-6 ngàn mà giá cả rất bấp bênh. Thì cái này là cái đầu ra mình ổn định, rất là ổn định. Và mình trồng ở đây thì khoảng cỡ 5.000 mét vuông, mà thu khoảng cỡ 20 tấn. Thì trừ chi phí hết xong thì cũng còn lời cỡ 100 triệu. Nói chung là cái trồng này thì em sử dụng phân sinh học Anisat của Bộ Nông nghiệp, mà Anisat 01 của Bộ Nông nghiệp. Cái đây là anh tính ra là khoảng bao nhiêu, bây giờ 100 trái thì mình có là một là không bao nhiêu trái. Còn anh tính được kia? Dạ được anh, thì nó chung là tỷ lệ khoảng 80%. Năng suất anh tăng lên khoảng 10% nữa thì khó. Dạ. Nhưng mà nếu như anh mà anh chỉnh chu một chút, anh chỉ là lấy 10% của cái việc mà nâng cái hạn lên. Dạ. Đúng không? Thay vì 80 thì mình làm tới 90. Dạ. Thì cái đó nó dễ hơn nhiều. Dạ. Là anh làm cái khung. Dạ. Cái lồng. Cái này được đi. Nè, cái lồng mà mình làm bằng sắt sang đây mình dùng đi dùng lại thôi. Tức là tới cái mình treo lên cái lồng đó mình phủ xung quanh. Không, ý là mình được 90-95% thì cái này mình đừng bị nứt cái này tiệt và. Cái này cũng là động viên đầu tiên của anh em mình nè, phải không? Và trồng nông nghiệp sạch nè.